There she was, just walking down the street singing. Do what did it do? Tapping her fingers and shuffling her feet singing. Do what did it do? She looked good. She looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind before I knew. Rồi mùa đông như thế này mà được uống cà phê thì tuyệt biết bao. À mà hôm trước sau số về graffiti thì Gabi có khoe với SD là mở một quán cà phê mới khác địa điểm ngày trước đã mở, mà lại còn sau số khởi nghiệp thì cô nàng này máu làm giàu rồi đấy. Không biết là dạo này làm ăn thế nào, hãy đến với quán của Gabi nhé. Lại đây. Chuẩn bị mấy tuần mấy tháng trời rồi mà bây giờ vẫn như thế này. Thế có định làm ăn gì không? Mấy tuần mấy tháng, vừa mới có 1-2 tuần thiết kế được băng rừng này là giỏi lắm, là tự ý tưởng của Gabi đấy nhá. Bây giờ vẫn đang muốn bổ sung thêm mà. Đứng trái, đứng phải, đi lên, đi xuống mà vẫn chưa biết là bổ sung thêm cái gì nên kê thế nào cho nó hợp lý, bởi vì không gian nó không được rộng cho lắm. Gabi có biết là tại sao mà Gabi không thể nào giải quyết được không gian này không? Sao? Bởi mình có được học đâu mà mình biết. Rồi còn gì? Đẹp nhưng mà với chỉ là con mắt của người bình thường thôi. Với những người học chuyên về kiến trúc và thiết kế, họ chắc chắn sẽ thiết kế không gian này hợp lý hơn, khoa học hơn. Chắc là chưa chuyên nghiệp, chắc là phải nhờ ai đấy. Gabi nhớ ra một nhân vật mà có liên quan đến Tôi 20. Có liên quan đến Tôi 20. Từ anh để Gabi gọi điện rồi sau đó thì đi về Gabi nhá. Thử xem. Các bạn khán giả thân thiết của Tôi 20 chắc hẳn không quá bất ngờ với nhân vật mà Gabi và Eddie tìm gặp, bởi cậu bạn sinh năm 1988 này đã xuất hiện trong chương trình với tư cách là một trợ giảng của công ty người mẫu Venus miền Bắc. Tuy nhiên, đó chỉ là nghề tay trái của anh bạn đa di năng này, bởi công việc chính của Minh Quang là thiết kế nội thất. Cuộc hẹn gặp diễn ra tại mặt bằng hiện trạng, nơi Quang đang tiến hành công việc đo đạc, thu thập số liệu, một trong những bước đầu tiên của công việc thiết kế nội thất. Chúng ta hãy cùng Gabi và Eddie gặp gỡ với Minh Quang để xem anh bạn này sẽ chia sẻ những gì trong quá trình thiết kế nội thất nhé. Xin chào. À, hóa ra là anh bạn này, tưởng ai xa lạ. Eddie thấy rằng là không có đồ đạc gì cả và không biết là chúng ta sẽ phải làm gì với không gian này. Không gian này thì bây giờ khách người ta đang muốn làm cái cửa hàng thời trang và người ta muốn cải tạo lại toàn bộ. Nãy giờ là mình đang ở giai đoạn đầu tiên à? Là giai đoạn đo đạc à? Với giai đoạn này thì không biết cần phải chú ý điều gì nhỉ? Bởi vì chắc là phải đo phải rất tỉ mỉ thì mới có thể tính toán cách kỹ lưỡng và đưa ra phương pháp để cải tạo nó chứ. Chính xác là phải sẽ phải đo ở mức sai số ít nhất có thể, bởi vì là tránh trường hợp phải lên đo lại. Thế nên là phải có trợ lý để ghi lại các con số. Tại sao lại phải chụp lại như thế nhỉ? Bởi vì có những góc mà mình không thể nào mà hình dung ra toàn bộ được, thế nên mình phải chụp lại toàn bộ hiện trạng để còn sửa theo. À, đi kia vẫn là cái anh bạn ấy giờ vẫn chụp hình. Sao thế anh vẫn đang miệt mài công việc quá? Ngoài công việc ghi lại số liệu thì mình còn phải làm cái gì nữa không anh? Khi bản vẽ đã xong rồi thì mình sẽ nhập trực tiếp bản này trên tài khoản của mình, trên bản vẽ kỹ thuật ở trên máy tính. Sau đấy là mình sẽ dựng chỉnh sửa lại và mình sẽ dựng lên trên phần 3D. À, nghĩa là dựng ý tưởng ấy hả? Đúng rồi. Cái này là một cái điểm khá là mới. Ai cũng lựa chọn thiết kế 3D để tư vấn cho khách hàng à? Bởi vì là nó dễ hình dung. Đa phần thợ là đọc trên bản vẽ chứ không đọc trên bản 3D. Chỉ có khách hàng họ muốn hình dung thì họ phải nhìn trên bản 3D. Vậy thì bây giờ chúng ta phải nhờ anh ấy cho xem là thiết kế quán 3D này sẽ như nào. Đo đạc hiện trạng sau khi gặp gỡ với khách hàng, đó chỉ là khởi đầu của một chuỗi những khối lượng công việc khổng lồ với rất nhiều hạng mục mà người làm thiết kế nội thất phải bao quát, quán xuyến. Sau khi khảo sát hiện trạng, công đoạn tiếp theo chính là lúc người thiết kế thể hiện vai trò của mình một cách rõ nét nhất khi sử dụng các phần mềm công nghệ quen thuộc với thiết kế nội thất như AutoCAD, phần mềm dùng để vẽ bản vẽ kỹ thuật, bổ cắt kích thước chi tiết, SketchUp hoặc 3D Max, Maya dùng để dựng phối cảnh 3D. Bên cạnh đó còn cần có Photoshop hay Photopea, Lightroom phụ trợ cho phần chỉnh sửa ảnh hậu kỳ. Tất cả đều đòi hỏi kỹ năng vẽ máy thuần thục của người làm thiết kế. Dạ, sao nhìn hình thiết kế phức tạp thế nhở? Đây là ví dụ thiết kế về một cái gì đấy ạ? Đây là thiết kế về một cái căn hộ. Một căn hộ tầm trung. Thì trước tiên là mình lên một cái mặt bằng hiện trạng trước. Sau đấy là mình phải lên một cái mặt bằng phá rỡ. Thì cái mặt bằng phá rỡ này thì nó đơn giản thôi. Chỉ có những cái gì mà mình cần bỏ đi ấy, thì mình sẽ vẽ lên đây để người ta biết vị trí để người ta phá đi. Đấy, sau đấy là lên một cái mặt bằng cải tạo xây mới. Nghĩa là sau khi mình đập đi rồi thì mình sẽ có một cái bản vẽ để xây mới lên trên cái nền đấy. Nó khá là phức tạp. Chứ không đơn giản như cái lúc mà mình chỉ đo đạc thông thường cũng không. Vậy thì không biết là màn hình ở bên này thì khác biệt gì so với ở bên này ạ? Ở bên này mình dựng lên phần 3D. Tức là mình sẽ dựng lên tỷ lệ là 1:1 luôn. Đó, thì thậm chí độ dung sai của nó là không có. Trên thật như nào là trên 3D nó y xì như thế. Chi tiết đến từng cái bếp. Đúng rồi. Từng dụng cụ treo, từng chai lọ, trời ơi. Nó chắc là tốn nhiều thời gian lắm đúng không ạ? Đúng rồi, cái này dựng khá là mất khá là nhiều thời gian. Thì dựng một cái không gian như thế này có khi cũng phải mất đến 1 đến 2 tuần. Anh có thể cho em xem thế sau khi mà thiết kế như thế này thì nó ra thế nào, sản phẩm thế nào ạ? Đây, anh sẽ cho em xem hẳn một cái góc thiết kế từ khi mà chưa có gì đến khi mà đã làm xong. Đây là hình ảnh hiện trạng của nó này. Đây là khu bếp. Nghĩa là lúc mà mình chưa làm gì. Đúng rồi, đây là khi mà mình đang đi đo và chụp lại hiện trạng đấy. Và đây là khi mình bắt đầu dựng lên 3D này. Và khi mà quét ra sản phẩm 3D là nó sẽ như thế này. Đây sản phẩm cuối cùng đây. Khi mà mình đã thi công xong. Chụp lại ạ? Và hoàn thiện. Chụp bằng máy ảnh ạ? Đúng rồi. Ôi trời ơi. Cái này còn đẹp gấp mấy lần cả cái 3D mà mình vừa dựng nữa. Hoàn thiện xong thì có khác gì so với bản 3D dự tính bắt đầu không anh? Thực ra thì trên thực tế nó vẫn sẽ đẹp hơn. Vì 3D thì nó cũng chỉ mang tính tương đối minh họa đúng không anh? Thì thực tế thì luôn luôn nó có những cái tự nhiên tác động mà cái đấy mình không can thiệp được. Bây giờ sẽ có một cái khóa học nào mà dành cho những bạn chỉ muốn học ngắn hạn? Có phải là đến trường kiến trúc không ạ? Hay là thực ra xây dựng hay là như mình với cả anh đây ấy, thì là học ở trường mỹ thuật công nghiệp ấy. Thì cái quãng thời gian học nó rất là lâu. Mỹ thuật công nghiệp mà lại là thiết kế ạ? Mỹ thuật công nghiệp và là khoa thiết kế nội thất. Nó có rất nhiều khoa trong đấy. Thế nhưng mà cái tiến trình của mình học nó rất là lâu và nó được đào tạo một cách căn bản. Thế nó là chuyên nghiệp hẳn hoàn toàn rồi. Thế nhưng mà nếu như là các bạn mà muốn tham gia các cái khóa học ngắn hạn ấy thì các bạn có thể tham khảo các cái trường học ví dụ như là FPT Arena. Thì nó sẽ có những cái khóa học ngắn hạn cho các bạn. Vậy thì bây giờ chúng ta phải nói lời tạm biệt với cả hai anh và cảm ơn hai anh với một quãng thời gian rất ngắn nhưng cũng đã hiểu cơ bản về thiết kế nội thất bằng 3D đúng không Gabi? Lúc này thì cả SD và Gabi đang có mặt tại trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia. Không biết rằng là với một trường đào tạo chuyên về mặt là thiết kế nội thất này, đào tạo về thiết kế 3D này, về kiến trúc nữa, thì không gian của họ sẽ như thế nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng dạo quay một vòng và xem thiết kế nội thất của nơi đào tạo ra những nhà thiết kế nội thất sẽ như thế nào nhé. Ấn tượng đầu tiên của Tôi 20 khi đến trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia chính là không gian nội thất được bố trí, sắp đặt theo phong cách hiện đại, khác biệt. Cảm nhận này khiến cho khách tham quan như Gabi và Eddie, đặc biệt là các học viên tại đây, có một ý thức rõ ràng hơn về một không gian sống đẹp là vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Nếu như người kiến trúc sư thiết kế nên một ngôi nhà được ví von như người sinh ra một cơ thể sống, thì các nhà thiết kế nội thất lại là người chăm chút, sắp đặt đồ đạc bên trong cho hợp lý, tô điểm để cơ thể sống đó trở nên đẹp đẽ và thích hợp hơn. Chắc hẳn nhiều người vẫn thường lầm tưởng kiến trúc sư là người kiêm nhiệm cả hai phần việc trên, và cũng bởi vậy mà khái niệm về nghề thiết kế nội thất vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Nghề thiết kế nội thất đang được đánh giá là nghề có nhiều cơ hội phát triển với rất nhiều điểm hấp dẫn giới trẻ như được tiếp cận với phần mềm ứng dụng 3D hiện đại, mức thu nhập thuộc hàng khá, làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo. Bên cạnh các trường đào tạo chính quy về thiết kế nội thất như trường mỹ thuật công nghiệp, trường đại học kiến trúc, các trung tâm đào tạo ngắn hạn chuyên biệt về ngành nghề này đang mở ra ngày càng nhiều, đáp ứng nhu cầu của số lượng học viên lớn. Tại đây, các bạn trẻ lứa tuổi 20 như chúng ta sẽ được trang bị những kiến thức gì về nghề thiết kế nội thất? Hãy cùng tiếp tục cuộc hành trình với Gabi và Eddie các bạn nhé! Trước khi mà chuẩn bị đến gặp giáo viên của lớp học này thì SD cứ nghĩ rằng là sẽ được gặp một thầy giáo, nhưng không ngờ rằng là lại gặp một cô giáo giảng bài rất là say sưa cho các bạn trong một lớp học thiết kế về nội thất. Và chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình để tất cả khán giả của Tôi 20 được làm quen. Chào Tôi 20, mình tên là Minh Thu, hiện thì đang là giảng viên của Arena. Thì trước khi đến với Arena thì mình cũng đã có một khoảng thời gian dài, tầm 2-3 năm làm nghề rồi. Và rất vui được làm quen với chương trình. Không biết là trước đây chị học trường gì ạ? Mình học trường kiến trúc, nhưng mà tại sao bạn lại nghĩ là con gái lại không học được những cái ngành như thế này nhỉ? Em nghĩ rằng là kiến trúc thường làm cái gì đó nó khá là vất vả, và thiết kế thì đòi hỏi làm công việc làm đêm nhiều, nên là cứ nghĩ là chỉ có đấng mày râu mới làm được. Dân kiến trúc bất kỳ cả là nam hay nữ gặp phải đó là phải thức đêm nhiều này, rồi ảnh hưởng đến nhan sắc, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không vì thế mà chúng ta từ bỏ cái đam mê nghề nghiệp của mình. Gái hay trai thì cần là cống hiến là được, đúng không ạ? Cứ đam mê là chúng ta lao thôi, không sao cả. Chứng tỏ là cô giáo của chúng ta rất là đam mê với cả nghề thiết kế. Không biết rằng là với lớp học này thì chị sẽ truyền đạt những kiến thức gì dành cho các bạn học sinh ạ? Bởi vì là với cái khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng của khóa học, thế nên là chúng ta chỉ có khoảng 9 đến 10 buổi là học về lý luận thiết kế thôi. Ở đấy thì các bạn sẽ được trang bị những kiến thức như là hiểu về cái đẹp này, làm thế nào được thể hiện cái đẹp trong cái thực tế cuộc sống cũng như là ngành nghề thiết kế nội thất. Thế sau đó thì thông qua cái việc hiểu về cái đẹp thì các bạn phải đưa ra ý tưởng thiết kế, sau đó thể hiện các cái bản vẽ đó dưới các dạng hình thức là file ảnh, ảnh tĩnh, ảnh phối cảnh tĩnh cộng với cả hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Và trong khóa học này của chúng tôi thì cung cấp đầy đủ cho các bạn những cái kỹ năng cơ bản để có thể làm nghề bước đầu. Tại sao lại cần phải có một lớp học chuyên sâu về 3D như là các bạn đang được học ở đây ạ? Cái này thì nó thuộc về như kiểu là dạng công cụ lao động thôi. Giống như là nông dân thì dùng cày và cuốc, thì người họa sĩ dùng bút. Trước đây khi mà chưa có công nghệ thì người ta chỉ dùng giấy và bút chì, thậm chí là bút kim để thể hiện bản vẽ kỹ thuật. Thế nhưng mà ngày nay với những cái phát triển về công nghệ thì chúng ta có các phần mềm 3D hỗ trợ. Chính vì thế mà cái việc học 3D này không phải là cái yếu tố quan trọng nhất, yếu tố hàng đầu. Thế nhưng mà nó cần phải có, bạn sẽ thuận lợi hơn trong việc diễn đạt ý tưởng của mình. Bởi vì là chủ đầu tư là những cái người giống như bạn này, họ chưa có cái hiểu biết gì về kiến trúc và nội thất. Chính vì vậy là cái việc tưởng tượng ra cái không gian thực tế với cái ngôi nhà của họ, với công trình của họ là một việc vô cùng khó khăn. Đó là phần việc của 3D Max giúp cho chủ đầu tư đó hình dung ra trước cái hiện thực ảo, cái không gian nội thất của mình, để qua đó đưa ra những cái ý tưởng qua lại với người thiết kế để hoàn thiện hơn cái công trình nội thất của họ. Vậy theo chị, với những cái bạn học sinh mà có những cái tố chất nào cần thiết để các bạn ấy nghĩ rằng là mình có thể phù hợp với nghề này? Thiết kế nội thất là một cái nghề đặc thù, chính vì vậy mà bạn cần phải có những cái tố chất cụ thể ở đây, đó là phải am hiểu về cái đẹp, có cảm nhận, có mắt nhìn tốt về cái đẹp. Và ngoài ra nếu mà bạn làm nghề tốt thì bạn cần phải có một cái khiếu giao tiếp tốt, bởi vì cái việc thuyết phục chủ đầu tư trong việc làm việc thiết kế nội thất là rất quan trọng. Bởi vậy nếu mà bạn có cái khiếu ăn nói tốt, có cái sức thuyết phục tốt thì bạn làm nghề này chắc chắn sẽ thành công. Ồ, như vậy là qua lời chia sẻ của chị thì em thấy rằng nghề này là một nghề rất năng động đấy chứ. Rõ ràng là ngoài cái việc là chúng ta được thỏa mãn niềm đam mê với thiết kế thì chúng ta lại còn được phát triển những kỹ năng về mặt giao tiếp, mở rộng nhiều mối quan hệ. Và đây quả thực là một nghề đang rất là hấp dẫn. Chúng ta cùng gặp nhau trở lại với cô nàng Gabi để xem rằng là các bạn học viên sẽ nói như thế nào về nghề nghiệp này, và đặc biệt là về khóa học 3D này nhé. Từ nãy đến giờ thì có lẽ cô giáo và HD cũng đã đem đến cho các bạn rất nhiều thông tin trên phương diện là những người truyền tải kiến thức đến cho các bạn học viên. Thế nhưng đứng ở vị trí của các bạn học viên thì các bạn ấy suy nghĩ gì về công việc mà các bạn ấy đang lựa chọn để theo học? Xin chào bạn, không biết là lý do tại sao mà bạn lại theo học nghề thiết kế nội thất? Bởi vì em thấy đây là một nghề rất thú vị đối với giới trẻ hiện nay, và nó cũng đang là một hướng kiếm được thu nhập rất khá trong cái thị trường kinh tế. À, đó là lý do về kinh tế. Liệu bạn có một chút niềm đam mê nào dành cho nó? Em cũng đam mê một chút về hội họa và mỹ thuật. Thế trước lúc học và đến lúc sau khi bạn đã bắt đầu được theo học nó rồi thì suy nghĩ của bạn về công việc thiết kế nội thất nó khác nhau không? Hiện tại thì em cũng có được một kiến thức khá ổn về thiết kế nội thất. Mỗi khi có dịp mình phải cố gắng để tìm hiểu và hỏi thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Và mong là sẽ có được những tác phẩm đẹp sau khi ra trường. Đấy là ý kiến của một bạn nam. Thế nhưng ở đây tôi thấy có một cô gái rất hiếm trong số những chàng trai ngồi tại lớp học này. Không biết là tại sao mà bạn ấy lại quyết định là theo học nghề thiết kế nội thất, là một nghề mà như bạn thấy ngay chính tại lớp này là đa số là các bạn nam đều theo học nhỉ? Có lẽ vì hai chữ đầu tiên là hai chữ đam mê. Có thể là về sau nữa là vì truyền thống gia đình mình. Các anh trai họ hàng, cô chú bác thì thường làm trong, họ làm nghề kỹ sư xây dựng, nên mình có cả là mình tiếp xúc với nghề kiến trúc và nội thất từ bé, nên mình có đam mê sẵn rồi. Với niềm đam mê của mình đến nay bạn theo học thì bạn cảm thấy thế nào, có được thỏa mãn ước mơ của mình không? Cái đấy thì cũng có một phần. Lúc đầu mình tưởng rất dễ dàng khi học, mình nghĩ là học nội thất chỉ là sắp xếp cái bàn nọ ghế kia, nhưng mà học rồi mình biết là ngoài cái những sắp xếp thì mình còn cái như phải có thẩm mỹ, thẩm mỹ rất cao trong đấy, không phải đáp ứng sở thích của bản thân mà phải đáp ứng cả sở thích của chủ nhà nữa. Vậy theo bạn thì tại sao mọi người luôn nói rằng là công việc này luôn luôn dành cho phái nam, phái mạnh, và con gái thì khi mà bước vào công việc này thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn? Có lẽ là tại vì ngành nội thất này tiếp xúc nhiều với cả bụi bặm, khói bụi, thì thường là cha mẹ không thích con cái mình, nhất là con gái phải đi ra công trường này, làm rất nhiều vất vả như là liên quan gạch vữa, xi măng, sơn sung, nó rất độc hại. Gabi được biết là và được cô giáo giới thiệu chị Đình là đây là một học viên lớn tuổi nhất lớp và đã có kinh nghiệm trong công việc này và đã đi làm. Thì bạn có cảm thấy khác biệt gì với trước đây không? Khác biệt rất nhiều chứ. Như vào Arena thì tôi được rất nhiều kiến thức về thiết kế nội thất, để làm thế nào để thiết kế được, có ý tưởng đã làm chuyện, nhưng mà khi thiết kế được nó mang cái tính về sử dụng này, cũng như là cái mỹ thuật này, cũng như là phù hợp với cái giá thành nữa chẳng hạn. Cái đấy thì tôi thấy là rất bổ ích. Nhưng lúc này thì Gabi đang ngồi cạnh hai bạn học viên nam là những đối tượng khá là phổ biến của những người theo học nghề thiết kế nội thất, và hãy cùng nghe họ chia sẻ xem lý do tại sao mà các bạn ấy lại theo học khóa học này. Mình được đi nhiều và được thấy nhiều cái kiến trúc khá là đẹp, và mình biết là nó có những cái quy tắc của nó để vì sao nó đẹp, và mình muốn tìm hiểu kiếm được một công việc trực tiếp về nội thất này thì cũng tốt, hoặc nếu không thì mình có thể áp dụng kiến thức đấy sau này mình trang trí nhà của mình. Khóa học đến lúc này đã đem lại cho bạn những điều gì rồi? Ít nhất là đem lại cho mình những kiến thức cơ bản về nội thất, cho mình biết là để xây dựng được lên một cái không gian nội thất thì cần những cái gì. Không biết lý do tại sao mà bạn theo học khóa học về thiết kế nội thất 3D nhỉ? Tôi tìm đến cái khóa học này là để bổ sung cái lý luận về nội thất của mình là một, và thứ hai là cách thức để thể hiện cái ý tưởng của mình ở trên cái máy tính để sao cho tư vấn cho cái khách hàng của mình cho nó chuyên nghiệp hơn một chút. Bởi vì hiện tại tôi đang làm trong một công ty nội thất chuyên về đồ gỗ. Nghĩa là bạn muốn củng cố ý thức, cái kiến thức của mình, củng cố nó và khiến cho những bản vẽ thiết kế của mình trở nên sinh động và thực tế hơn trước mắt. Đúng rồi, vâng. Rồi, cảm ơn bạn. Đằng sau một bản vẽ 3D mà mọi người vẫn quen hình dung về thiết kế nội thất là cả một số lượng và trình tự công việc mà bạn phải trải qua khi theo đuổi nghề này. Đầu tiên, bạn phải gặp gỡ với khách hàng để tìm hiểu về yêu cầu, sở thích của họ đối với công trình được yêu cầu thiết kế. Khảo sát, đo đạc hiện trạng của công trình để lấy số đo, kích thước mặt bằng và dự trù các phương án sửa chữa, thi công. Lên bản vẽ kỹ thuật, cải tạo hiện trạng cũng như đưa ra những phương án thiết kế mới. Thể hiện ý tưởng thiết kế về phong cách, màu sắc, chất liệu trên 3D. Trao đổi và thống nhất phương án thiết kế với khách hàng. Lựa chọn vật liệu, trang thiết bị phù hợp với ý tưởng thiết kế. Và cuối cùng là giám sát kỹ thuật thi công để đảm bảo các chi tiết trang trí được thực hiện đúng với ý đồ thiết kế. Bao gồm khá nhiều công việc vất vả như vậy, nên nghề thiết kế nội thất vẫn được các chàng trai lựa chọn nhiều hơn cả. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những bạn gái cá tính, quyết tâm theo đuổi niềm đam mê này. Trong đó có Hoàng Thu Quỳnh, nhân vật mà chúng ta sẽ gặp gỡ trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Điểm thú vị là cách đây 7 năm, Thu Quỳnh cũng đã từng xuất hiện trong Tôi 20 phiên bản đầu tiên với chủ đề Graffiti. Cô bạn này cũng chính là thành viên lứa đầu của nhóm S5 Crew mà chúng ta mới gặp trong số tuần trước. Là một trong số những người Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành thiết kế nội thất tại Ý, Thu Quỳnh hiện đang là giảng viên trẻ của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đồng thời cũng là một nhà thiết kế nội thất của một công ty tư nhân. Với rất nhiều trải nghiệm khác nhau trong ngành nghề, chắc chắn Thu Quỳnh sẽ có những chia sẻ thú vị với Gabi và Eddie ngay bây giờ. Như là ngày hôm nay SD có duyên được nói chuyện với cô giáo hay sao, bởi bạn này không chỉ là một người làm trong ngành kiến trúc, thiết kế nội thất mà bây giờ bạn cũng đã trở thành một cô giáo nữa rồi đấy. Là một người theo học chuyên ngành tại Ý như thế thì khi trở về Việt Nam bạn thấy có sự khác biệt nào không về thực tế giữa thiết kế nội thất cũng như là về cách dạy cách học tại đây? Thực ra mà nói thì các kỹ năng cần có trong chuyên ngành thiết kế nội thất như là kỹ năng vẽ bằng tay, kỹ năng sử dụng máy thì sinh viên của mình không hề thua kém sinh viên nước ngoài đâu. Nhưng mà cách tư duy và cách làm việc nó khác nhau rất là nhiều. Khi mà mình học tại Ý ấy, thì người ta rất là đề cao cái việc mà làm việc nhóm với nhau. Nhưng về đây thì hầu hết là sinh viên của mình chỉ được làm việc đơn lẻ thôi. Kể cả sau này khi mà đi làm như thế trong các công ty cũng vậy. Cho nên là các bạn sẽ va vấp rất là nhiều. Mình cảm thấy là sinh viên đối với cả giáo viên nó vẫn còn một cái khoảng cách nào đó rất là xa. Chính vì thế mà khi mà mình trao đổi hoặc là mình làm việc những cái ý tưởng với nhau ấy nó rất là khó, vì mình không thể nào hiểu hết được là sinh viên mình mạnh về cái gì hoặc là yếu về cái gì để mình có thể là mình giúp đỡ lẫn nhau khắc phục. Ở Ý mình theo học ấy thì họ đề cao tất cả các môn mà liên quan đến chuyên ngành thì bọn mình sẽ được học nhiều hơn. Giáo viên ở bên nước ngoài ấy thì họ không áp đặt trong cái ý tưởng của mình. Nghĩa là ý tưởng của mình đã đưa ra rồi và họ chỉ giúp cho mình làm thế nào để hoàn thiện, làm cho cái ý tưởng đấy của mình tốt hơn lên. Và kinh nghiệm đi thực tế cũng nhiều hơn. Sẽ có các công ty về vật liệu họ đến dành hẳn một buổi để cho sinh viên có thể là tiếp xúc với các cái loại vật liệu, hoặc là khi mà làm một cái công trình gì đó thì là cũng sẽ làm trên cái mặt bằng hiện trạng là có thật. Và nếu như mà cái thiết kế của mình tốt thì có thể là sẽ được tham gia cùng với giáo sư dưới tư cách là người trợ lý đấy. Cái xu hướng mà các bạn được học ở Ý nó có áp dụng được ở Việt Nam lắm không? Bởi vì tôi nghĩ rằng nền văn hóa rõ ràng nó cũng có sự khác biệt. Mình cũng rất cố gắng để có thể đưa được những cái mà mình học về đây. Tuy nhiên là nó sẽ có những cái khó khăn ấy. Vì có thể là trong những cái thiết kế mà mình đưa vào nó sẽ gặp một số rắc rối, là có thể là có những cái thì ở đây họ đã cập nhật được về vật liệu chẳng hạn, nhưng có những cái thì hoàn toàn là chưa, hoặc có những cái kỹ thuật rất là có thể đối ở bên kia là cơ bản, nhưng mà đối với mình thì vẫn còn rất là mới. Bạn có một cái mong muốn dự định nào đó trong nghề cũng như là đối với thiết kế nội thất tại Việt Nam không? Mình tin là qua thời gian ấy thì đất nước mình nó cũng sẽ phát triển lên và họ sẽ cập nhật được những cái mới ở trên thế giới. Và có thể ở lúc đó những cái đó mình đã được tiếp xúc ở bên nước ngoài rồi thì mình sẽ cố gắng đưa nó thật nhiều trong thiết kế của mình. Quan trọng là cái người mà người ta thuê mình thiết kế, người ta phải thực sự là những cái người mà có cái tư tưởng rất là thoáng và tư tưởng mới đấy, thì người ta mới chấp nhận là để cho mình đưa những cái thiết kế táo bạo vào bên trong. Chắc là cũng không lâu nữa đâu, những ý tưởng táo bạo của bạn sẽ được áp dụng tại Việt Nam. Quỳnh không biết có thể chia sẻ một vài điều gì đó với những bạn trẻ đang muốn trở thành một nhà thiết kế nội thất. Mình có lời khuyên là trước khi mà muốn làm thành công một cái gì đó thì chúng ta có lẽ là nên dành thời gian để thư thái đầu óc của mình trước, đi nhiều nơi, có thể là dành nhiều thời gian du lịch một chút và để ý những điều đơn giản nhất xung quanh mình, ghi nhận những cái đẹp đơn giản nhất xung quanh mình. Quả là một lời khuyên đặc biệt và hiếm thấy. Đa số mọi người đều nói về chuyên ngành, hãy tìm hiểu, hãy thực hành, hãy sáng tạo. Nhưng đây là bạn ấy dành lời khuyên cho chúng ta hãy thư thái trước, thật thoải mái và du lịch tận hưởng, và nó kết hợp với quá trình tìm hiểu và tích lũy những kinh nghiệm và những nhìn nhận tinh tế cho riêng mình. Có lẽ đó là những cái lời khuyên cần thiết đối với những người liên quan đến nghệ thuật một chút. Tôi hy vọng rằng là qua câu chuyện này thì các bạn trẻ yêu mến nghề này, các bạn sẽ được tiếp thêm lửa. Và biết đâu đó thì qua những lời chia sẻ gợi ý của Quỳnh thì các bạn sẽ có thêm một vài gợi ý cho địa điểm mà các bạn lựa chọn học ngành này. Nếu các bạn có niềm yêu thích và bắt đầu muốn tìm hiểu về nó thì hãy đặt những bước chân đầu tiên trong công việc về thiết kế nội thất này. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng nán lại trước màn hình và cùng đón xem những hình ảnh mà Gabi và HD muốn gửi tặng tới các bạn. Đó là những lời chia sẻ, những lời đúc kết từ những bậc đàn anh đi trước trong nghề dành tặng cho các bạn đang và sẽ trở thành những nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp nhé. Cái quá trình học tập ấy thì thực ra nó là trên cái lý thuyết, nhưng mà cái kinh nghiệm thực tế ra đời nó lại khác. Các bạn sinh viên bây giờ là thường chú trọng về vẽ 3D quá, cái đấy là không thực tế. So với bên nước ngoài thì gần như là các thiết kế ở Việt Nam đều phải tự thân vận động, vừa thiết kế vừa đi thi công và phải làm hết tất cả các công đoạn, nhưng nó không được chuyên nghiệp như bên nước ngoài. Như ở Việt Nam hiện nay, như mình vẽ đẹp nhưng mà khi ra thực tế nó không thành hiện thực được bởi vì công nghệ của mình chưa có. Cái ngành nghề thiết kế bây giờ nó cũng mọc ra rất nhiều. Chắc chắn là khi mới vào nghề thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà tìm cái môi trường khách hàng. Bạn phải cần một cái kinh nghiệm nhất định để làm nghề, bởi vì nghề này là nó không phải là kinh doanh bình thường, bởi vì là mình còn sản xuất nữa. Thi công thì nó có cũng rất là nhiều khó khăn, nó cũng muôn hình muôn vẻ, vì nhiều khi mình làm theo cái thiết kế thì nhiều cái vật liệu nó không khả thi được, nên nhiều khi mình cái này nó là cái thực tiễn, mà cái thực tiễn thì nhiều khi là mình phải áp dụng tại hiện trường. Việt Nam thì nó lại hơi khó, cái là thợ thì nhiều khi là thợ thuyền thì lại không được chuyên nghiệp lắm, cho nên là nhiều khi mình phải bày cho họ làm như thế nào đó, thì cái đấy rất là khó khăn với các bạn trẻ mà mới ra trường và chưa có kinh nghiệm. Trước khi thiết kế một công trình nào đấy thì các bạn hãy đề cao cái tính khả thi là đầu tiên đã. Tham gia xuống các xưởng thì để xem thợ người ta làm thế nào để mà mình có cái kinh nghiệm thực tế mình đưa vào thiết kế mình, để khi mà sản xuất ra nó mang tính ứng dụng cao hơn. Trước khi vào nghề thì cũng phải tham gia các quá trình thi công từ những công trình nhỏ, những công trình lớn, và cũng từ đảm bảo từ cái vật liệu này sang vật liệu khác. Học hỏi và tham khảo cái thị trường bây giờ về vật liệu, về công nghệ, xem cái design của bạn có khả thi hay không. Thì các bạn mà muốn làm sự có chỗ đứng trong nghề thì cũng nên tạo cho mình một cái phong cách riêng, một cái hình ảnh riêng, độc đáo để cạnh tranh lại với cả những cái đối thủ khác. Mình chỉ nhắn nhủ các bạn là yêu nghề một tí, tận tụy với công việc một tí thì sẽ làm được thôi.